không đây? Bình thường ấy, cái bộ mắt ấy của LG ấy, Hà bán em đó là 45 đồng đúng không? Nhưng mà cái bộ mắt của Quang Đông này Hà có giá tốt hơn. Là em này chỉ có 38 đồng thôi nhé cả nhà nhé. 38 đồng thôi. Chị chào Uyên nhá. Dạ, sang tuần thì gửi cho chị nhé. Dạ, để em coi có gì để thì em sẽ báo với chị nhá, chị vui nhá. Em còn mấy set hay gì đấy thì em sẽ báo chị nhá. Ở Việt Nam là 40 triệu tiền Việt Nam tùy theo độ mắt, đúng rồi. Họ sẽ mổ mắt đấy, mổ xong bắt đầu cái là họ mới bắt đầu là họ mổ xong bắt đầu cái là họ mới gắn cái đấy vào. Gắn cái tròng đấy vào ấy cả nhà. Đây nhé cả nhà nhá. Cái này là bổ mắt của Quang Đông luôn nhé cả nhà nhá. Cái này là tất cả là của nhà thuốc hết nha, của công ty dược. Thật ra mà nói khi mà Hà hỏi người ta đấy là mày thấy những cái này, sản phẩm này ấy, thì là cái nào tốt, thì người ta có nói là Quang Đông đi là nó là tốt nhất rồi, vì nó đã được bán ở trong nhà thuốc và người người Hàn người ta cũng dùng nhiều về những cái hiệu thuốc này đó. Mình không phải lo cái về về cái vấn đề ấy nữa. Thế. Đây nhá, trong này nó được hai hộp và mỗi một hộp của nó thì nó vỉ như thế này nhé cả nhà nhá, nó vỉ như thế này, nó cũng là những cái viên nhỏ nhỏ như thế này thôi nhé cả nhà nhá. Những cái như thế này ấy, thì nếu mà nó không phải là hộp với cả nhà thì mình đi đâu ấy mang đi nó rất là tiện, Hà nghĩ là như thế. Bởi vì những cái này này thì mình đi mang đi đâu ấy là mình cứ mang dùng nó thôi. Cái này nó được nó cũng được 60 viên và nó được hai hộp luôn, thì nó tương đương với lại 120 viên luôn nhé cả nhà nhé. Cái này thì thường ấy là mọi người uống một viên một ngày thôi, một viên một ngày thôi. Cái này nó cũng có những cái thành phần giống như là vitamin C, B2 này, A, D, E luôn nhé cả nhà nhé. Có E, có D, có A luôn, B2, C có hết luôn nhé cả nhà nhé. Nó bổ sung nhiều thành phần hơn cả ở bên LG luôn đấy cả nhà. Đó. Cái này thì Hà bán có 38 đồng một hộp thôi. Một hộp được cả 60 viên, hai hộp là 120 viên nhé cả nhà nhé. Ừ. Cái này là bổ mắt nha cả nhà nhé. Nếu mà chị em nào mình ấy mà mắt yếu, mình cứ coi điện thoại nhiều, nó cũng là một cái là nó ảnh hưởng tới mắt của mình nhé cả nhà nhé. Khô mắt này. Đấy. Như là cái giác mạc của mình đấy, nó bị khô khô thì làm sao, là mình sẽ cứ dụi ngứa lung tung hết, nó là khô nhá. Đấy thì mọi người hỗ trợ cho em này thêm vào để mình cho nó cái mắt của mình nó không có làm mình bị khô mắt đấy. Đó, 38 đồng một một hộp nhé cả nhà nhá. Đấy, nhà thuốc Quang Đông nè. Ừ, nhà thuốc Quang Đông Hà cứ bán thực phẩm chức năng giết rồi, Hà thành giống như được gần như bác sĩ luôn. Cứ suốt ngày cứ một viên với hai viên cho giống bác sĩ kê toa quá cả nhà, giống bác sĩ kê toa quá. À, cái này là của nhà thuốc Quang Đông nhé cả nhà nhá, 38 đồng một hộp bổ mắt. Bình thường Hà bán của công ty LG ấy là giá của em đó là phải 45 đồng nhé cả nhà nhá, và nó ở trong cái hộp chứ nó không có như cái vỉ như thế này. Còn nếu như mọi người lấy vỉ này thì Hà thấy cũng tiện á, đi đâu á mình là mình lấy ra mình mang theo nó mà mình không quên á, mình uống mình đi chơi nhưng mà mình vẫn không có quên nó, thì mình mỗi ngày cứ một viên uống vào nhé cả nhà nhé. Uống trước cũng được, uống sau bữa ăn cũng được nha, nhưng mà với điều kiện là mình phải uống vào cái sát vào cái bữa ăn của mình á, để cho nó chào nàng và chào cả nhà nhé. Đấy, chị em nào mình lấy ấy, thì chị em mình nhắn cho Hà nha, comment lên đây để Hà giữ đơn. Còn không ấy, rất là nhiều thuốc bổ mắt, nói thật với cả nhà mình luôn. Khi mà Hà về LG, Hà được về được có mấy hộp, xong bắt đầu cái là nó lại hết. Là mọi mấy chị em là Hà lại tịch bán nhá cả nhà nhá. Mình có, mình lấy cái là mình có hàng, còn mình không lấy, mình đợi, mình để cái là tự dưng cái lại hết. Đấy, tiếc lắm. Ok. Ok, Hà qua cái mã khác nha. Chị em nào mình thích ấy, thì mình nhớ nói nhé cả nhà nhé. Mình nhớ nói Hà. Tại vì nó cũng ấy lắm. Nó những cái thực phẩm chức năng ấy, thật ra ấy, Hà về mỗi một lần là về nó giữ hàng, giam hàng.